Vâng, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Video clip lần này em sẽ lên sóng một combo đã được bên em setup và test thử rất là kỹ càng và đánh giá đây là một cái combo rất là hay, nghe hay bày đẹp luôn để phục vụ chúng ta chơi nhá. Và chúng ta có thể nhìn thấy ngay một cái cặp loa nổi bật Bá Hùng Audio mới khui một ngày hôm nay đúng không ạ? Và đây là cái cặp loa Soprano 2 nhì bảng đến từ thương hiệu Focal và nằm trong series Sopra, một trong những cái series tiệm cận của Utopia. Và cái series này thì nó thừa hưởng đầy đủ những tố chất, những cái phẩm chất và những cái tinh túy nhất của dòng Utopia mang xuống dòng này, nhưng mà lại có một cái mức giá thành hợp lý hơn, dễ dàng tiếp cận hơn, nhưng chất âm thì lại vẫn được thừa hưởng từ đàn anh Utopia. Và hôm nay thì Bá Hùng Audio sẽ giới thiệu đến với quý vị bạn kèm thêm một combo phối ghép với một hệ thống của Acouphase. Nếu như Focal đến từ Pháp cho chất âm mềm mại, ngọt ngào, chi tiết, êm ái thì Acouphase sẽ giúp cho khả năng trình diễn của những cặp loa này nó đẩy lên thêm một cái ngưỡng để cho chất âm vô cùng là chi tiết, ấm áp, ngọt ngào đó. Và hôm nay thì Bá Hùng Audio sẽ sử dụng một combo đến từ Acouphase, một chiếc âm ly đầu bảng và được kỷ niệm 50 năm ngày thành lập hãng Acouphase, có model là E5000. Đây là chiếc âm ly khủng nhất hiện nay của Acouphase nếu nói về công suất. Còn nói về giá thành thì nó là nhì bảng so với E800. Tuy nhiên thì lợi thế của E5000 lại chính là ở cái mạch công suất. Nó lên tới mức là 480W trên 2 kênh ở mức trở kháng là 8 ohm. Chính vì vậy thì nó vô cùng là mạnh mẽ, nội lực và có khả năng là kiểm soát hầu hết mọi loại loa trên thị trường hiện nay. Với cái ngưỡng công suất này thì E5000 đang là một trong những chiếc âm ly mạnh mẽ nhất trong những chiếc âm ly tích hợp đó. Và chúng ta có thể nhìn thấy là được kết hợp với một chiếc đầu đến từ thương hiệu Acouphase có model là DP560. Đây là một chiếc đầu CD kèm thêm tính năng giải mã làm DC đó, hoặc là chạy đĩa RCD cũng rất là tốt. Và đây là một chiếc đầu có thể nói rằng nhì bảng trong series 5XX của Acouphase. Và cái gương mặt nổi bật hôm nay chúng ta muốn nhấn mạnh tới đó chính là cặp loa Soprano 2 này. Và chúng ta có thể nhìn thấy là một cái màu vô cùng đẹp đúng không ạ? Đây gọi là màu Macassar Ebony đó. Và màu này thì làm từ gỗ mun nhé quý vị bạn. Gỗ mun ý, thì nó lại có cái tính âm học rất là cao. Chính vì vậy thì nó thường được ứng dụng trong những cái vật liệu để làm những cái nhạc cụ, ví dụ như là đàn này đó, các loại đàn thì họ sử dụng gỗ mun rất là nhiều. Đặc tính với âm học của nó rất là tốt, thêm nữa là cái tính phong thủy cũng tốt. Và một cái phần nữa để mọi người hay sử dụng làm các cái nhạc cụ hay là thùng loa, đó chính là về cái độ bền của gỗ mun nó rất là cao. Tuy đây là một cái lớp gỗ lạng thôi nhưng mà nó lại đẹp vô cùng. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái đường nét vân gỗ dọc vô cùng là tự nhiên, không hề có một chút sắp đặt nào ngay cả cùng một cặp loa. Đó, nó là một cái triết lý của hãng Focal. Họ làm ra những cái hình thức của vân gỗ của những cái cặp loa này thì không bao giờ trùng nhau cả. Chính vì vậy thì 1 triệu đôi nó sẽ có 1 triệu cái vân khác nhau. Đó là một cái sự tuyệt vời của dòng loa Focal. Đó. Và thực sự là cái màu này thì nó đẹp và nó bắt mắt vô cùng, nó hút hồn và nó... Em thì khi mà khui ra cách đây 1-2 hôm trước ấy, thì thực ra nhìn nó mê hồn luôn, nó mê mẩn, chưa nói về chất âm. Thế nhưng mà chất âm của nó lại là một cái vấn đề để đáng nói nữa, bởi vì nó lại là một cái màu âm rất là sang, rất là mềm, rất là ấm. Và đặc biệt là Việt Nam chúng ta hay chơi nhạc trữ tình ấy, thì Focal lại đáp ứng vô cùng tốt cái việc đó. Rồi, toàn thể cái thùng loa này thì đều được sơn phủ bóng cho một cái độ bền gọi là rất là cao. Đặc biệt ở Việt Nam chúng ta ấy, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, độ ẩm cao thì cái việc mà sử dụng cái thùng bóng piano này nó sẽ giúp cho gia tăng được cái độ bền của loa, chúng ta chơi mãi thì nó vẫn cứ đẹp như thế này, chỉ cần lau qua thôi là đã đẹp rồi đó. Và cái cặp loa này thì có cái cấu trúc là 4 loa, trong đó thì sử dụng là 2 loa bass 18 cm đó, 1 loa mid là 16,5 cm và 1 loa chép. Đây là chép beryllium, một trong những cái vật liệu làm loa chép tái tạo tần số tốt nhất hiện nay. Đó, lên tới trên 40 kHz cho cái cặp loa này. Thì thực sự là cái tần số cao như vậy rồi thì chúng ta không phải mất thêm tiền để mua thêm những cái siêu chép nữa, đúng không ạ? Đó, và hai cái loa bass này thì họ sử dụng cái màng V kép
đó, màng vê kép với cái độ bền, độ cứng, độ giãn đó, thì giúp cho cái màng loa dao động nhanh và không bị trễ pha. Thêm nữa thì họ sử dụng gân cao su này thì cũng bền bỉ vô cùng luôn. Họ làm khéo léo được khoét vào bên trong cái mặt của loa này một chút này. Đó, và cái cấu trúc của những cái thùng loa họ làm vô cùng là dày, chúng ta nhìn vào cái mặt đã thấy rồi, đúng không ạ? Đó. Và cái nón loa thì được làm ngược lại. Bên trên loa chép thì cũng là một cái đôm đảo ngược, giúp cho khuếch tán cái giải cao rộng tới cái vị trí người nghe, mà có thể nhiều người đều nghe hay chứ không phải là duy nhất một người đâu. Bên trên này thì một loa mid cũng là màng vê kép của Focal sáng chế ra. Và cái loa mid này thì họ cũng làm một cái chống rung để cho tất cả các loa này không bị rung chấn khi mà hoạt động. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Thêm nữa thì họ cũng áp dụng cái công nghệ có hai cái đường gân nổi ở trên cái gân này. Đấy, thì như họ nói thì khi mà có gân nổi này thì nó sẽ dao động một cách rất là bền bỉ và đều nhau, nó không bị loạn xạ lên. Đó cũng là một cái rất hay. Mặc dù là những cái sáng kiến, những cái phát minh rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó lại cải thiện và nó làm thay đổi về cái chất lượng âm thanh rất nhiều cho những cái mẫu loa mà chúng ta nhìn tưởng chừng như là à, như thế thì nó quá là đơn giản, tôi cũng nghĩ ra được. Thế nhưng mà những cái nhỏ nhặn như vậy thôi nhưng nó lại mang cho một cái cải thiện âm thanh rất là lớn. Đó. Với cái bộ combo đến từ Acouphase này phối ghép thì Báo Hồng Audio đánh giá đây là một cái bộ phối ghép rất là hợp. Thứ nhất là hợp về giá thành. Tại sao? Loa giá lít là 459 triệu đồng và âm ly giá lít là 285 triệu đồng và đầu CD giá lít là 200 triệu đồng. Thì như vậy đúng với cái tiêu chí là loa đắt hơn âm ly một chút, rồi âm ly đắt hơn đầu, đó là những cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn. Đó, ngoài ra thì chúng ta cũng có thể lựa chọn là âm ly và loa ngang ngang tiền nhau, chứ không nên âm ly thấp hơn loa quá nhiều hay là âm ly cao hơn loa quá nhiều lần, thì nó cũng sẽ không phát huy được cái chất âm, cái phẩm chất của một đôi loa hay. Đó, thì cái combo phối ghép này là nó đồng bộ cả về phần giá thành, cả về phần hình thức, vỏ piano, vân gỗ mun kèm thêm mặt vàng gold, thực sự là rất là sang, đẹp luôn. Đấy, với những cái căn phòng mà đã đẹp rồi, Tết này trang trí đẹp rồi, sơn sửa đẹp rồi mà thiếu cái bộ loa đẹp vào nữa thì cũng là một cái thiếu sót nhỏ nhỏ. Đó. Và cái combo này thì tại Báo Hồng Audio hôm nay khuyến mại thì chỉ còn một cái mức giá vô cùng tốt, 565 triệu đồng. Đó, bao setup, lắp đặt, vận chuyển. Đó. Ngoài ra thì còn thêm rất nhiều quà tặng nữa để gửi tới toàn thể quý vị bạn nhân dịp mua lần này. Và tất cả hàng đều là hàng chính hãng nhé quý vị bạn. Đó, hàng chính hãng do Focal Acouphase. Đó. Và âm ly Acouphase thì bảo hành lên tới là 5 năm và loa bảo hành 2 năm. Thực sự là với cái mức giá này thì vô cùng tốt và chưa có thời điểm nào có cái mức giá tốt như bây giờ. Đây là cái dịp mà anh em tranh thủ nghiên cứu mua sắm cái dịp này nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm thanh đến từ cái combo này xem có đúng như là Báo Hồng Audio giới thiệu hay không nhá. Cuối cho em khi tình ta hôm nay
lời vui cho em, một lời vui cho em, kiếp sau chờ nhau sẽ hết những niềm đau. Thôi nhé nghe em, mình xa nhau từ đây. Thôi nhé nghe em, mình xa nhau mãi mãi. Ân tình đã phôi phai, anh một mình ở lại. Chuyện tình này anh nhận hết chua cay. Slow.